Rồi, xin chào các bạn. Thì Babylon là dòng laptop phổ thông đến từ HP. Ngoài đó thì Babylon còn có thêm hai dòng mới nữa, đó là dòng X360 với thiết kế bản lề gập mở 360 độ và dòng Power 15 dành cho game thủ. Thì trong cái video này mình sẽ trên tay cho các bạn xem đó dòng HP Babylon Power 15 bằng ha. Thì đây là dòng laptop cho game tầm trung đến từ HP và nó được trong chiếc cạc là GTX 1050 4G. Thì hiện tại là cái chiếc này mình mượn được bên cửa hàng là Kill Center và giá của nó sẽ khoảng là hơn 28 triệu và nó sẽ là đối thủ cạnh tranh với là một số những bộ laptop khác, như là mình sẽ có bộ đôi của Ska và Hero của Asus, hay là chúng ta có G762 của MSI hoặc là chiếc Helios 300 của Acer. Ok, thì bây giờ mình sẽ hành gọi là dạo vòng để xem coi là chiếc HP Power 15 này nó sẽ đặc biệt và hấp dẫn như thế nào. Đầu tiên là về thiết kế, thì mặc dù cái chiếc Power 15 này là một cái laptop trên nhầm tầm trung, nhưng bạn thấy là cái thiết kế của nó rất là đơn giản nha. Nó không hề góc cạnh gương guốc, cả là có nhiều những cái họa tiết bắt mắt như là một số những dòng laptop chơi game của Asus, Acer hay là của MSI. Rất là đơn giản, nó tương tự như là thiết kế của những dòng Power 15 phổ thông. Mình sẽ có mặt trước này được làm chất liệu là nhựa và là màu đen, dạng nhám và nó khá là dễ bám mồ hôi vào dưới bàn tay, nhưng bạn có thể lau chùi rất dễ dàng. Cái phần góc như là phần cạnh thì làm bo cong mềm mại nè, và chính giữa mình sẽ có một cái logo HP rất là lớn ở đây. Thì điểm đặc biệt của cái logo này nhất là nó sẽ được là một cái tông màu xanh và là mạ chrome bóng, và cái tông màu xanh này á, nó tương tự là cái màu xanh của Chrysler, rất đẹp mắt. Nhưng điểm trừ là đầu tiên nó sẽ là rất là dễ bám, rất dễ bị chạy xước bạn ha. Thứ hai là nó sẽ không có đèn nền, khá là đáng tiếc. Thì đó là cái phần mặt trước. Thì mình thấy là cái phần cạnh dưới này á, hãng nó làm cho nó vát xéo xuống như thế này, và chính giữa mình sẽ có là dòng chữ là Babylon toàn điểm nhấn. Hai bên sẽ là hai cái đường nhựa ở đây, một xanh lá luôn. Thì khi bạn mở lên nó sẽ tạo cái độ nghiêng giúp bạn gõ bàn phím nó sẽ thoải mái hơn trong thời gian dài. Tiếp theo đó chính là về phần cạnh phải, mà sẽ có bao gồm là một cái cổng nguồn nè, rất là nhỏ ở đây. Đây là cổng mạng LAN, đây là cổng HDMI và đây là cổng USB 3.0 nữa, và đây là cổng USB 3.1 chuẩn Type-C. Nhưng tiếc là nó lại không có cái công nghệ là Thunderbolt 3, khá đáng tiếc. Thì hai cổng này nó sẽ có một cái nguồn điện ra cao hơn để bạn có thể gọi là sạc cho điện thoại này, với tấm bảng rất thuận tiện. Và đây là hai cái đèn báo bằng ha. Và mình sẽ có thêm là cái khe thẻ nhớ SD nữa. Tiếp theo mình sẽ có phần cạnh trái, đây là một cái cổng kho laptop nè. Đây là hai cổng USB 3.0 nữa, và đây là cổng 3.5 để mình sẽ mic và tai nghe. Đây là cái phần cạnh sau thì nó sẽ lộ chút xíu cái phần hấp nhiệt khi mình mở ra mới thấy. Còn đây là cái phần cạnh trước, cổng nhỏ hết ha. Bây giờ mình sẽ cho bạn xem cái phần mặt dưới. Đây. Đây là mặt dưới của chiếc máy, bạn thấy là nó cũng làm khá là ngầu. Thì mặt dưới này bạn thấy là nó cũng là một cái tông màu đen luôn, và mình sẽ có là bốn cái chân đế cao su rất là lớn đây, và vực phát xéo như thế này nó dạng hình chữ X rất là ngầu, và nó sẽ giúp cho chiếc máy nó sẽ nhìn tốt hơn nhờ vào cái phần hốc nhiệt phủ đây được làm khá là lớn như thế này. Và để bạn nâng cấp sửa chữa gì đó, bạn cũng chỉ việc là tháo tất cả những cái phí chóp ra như thế này là xong. Thì đó là tổng thể về cái chiếc HP Power 15. Tiếp theo là về nội thất bên trong, thì cái phần bên trong này phần ốp của nó sẽ là chất liệu kim loại và làm dạng phay xước dạng sọc như thế này, rất là chắc chắn bạn ha. Nó sẽ giúp cho chiếc máy nó sẽ cứng cáp hơn và nó sẽ hấp thụ và tan nhiệt hiệu quả hơn. Phía trên mình sẽ có là cái phần lau ngoài nằm đây, nó sẽ trải dài dài bằng cái phần bàn phím luôn, và mình sẽ có cái logo là Beendo, một công nghệ thanh rất là nổi tiếng. Thì cái phần giải ấy lau ngoài này nó cũng được là một cái tông màu xanh lá rất là đẹp mắt bạn ha. Còn đây là cái phần hấp nhiệt ở phía trên như thế này. Đây là nút nguồn, bạn thấy là nút nguồn này nó được làm dạng dẹp và dạng như là một cái viên ngọc rất đẹp mắt. Và đây là cái phần bàn phím, thì bàn phím này mình đánh giá là nó cho một cái chất lượng gõ rất là vừa phải, nó tương tự là một số những dòng phổ thông của HP dòng Babylon. Thì nó sẽ có một cái tông màu đen là một tông màu đen xanh lá đặc trưng luôn, nó tương tự là màu đen của Razer rất đẹp mắt. Nhưng điểm trừ mình thấy là HP lại không có làm cho nó những cái phông chữ nhìn nó ngầu hơn, mà lại đem nguyên một cái phông chữ cơ bản dòng phổ thông quăng vào, cho nên là nó không được để mắt bằng. Thì mình sẽ có là bốn phía hướng đây được làm tuy là gập chung nhưng mà làm tơ bản, cho nên là vẫn không bị bấm nhầm. Còn cái phần bàn trên này bạn thấy là xin lỗi bạn, cái phần ghế tay này á, thì nó được làm rộng rãi, tay mình to để vào vẫn rất là thoải mái bạn ha. Đây là cái phần bàn rê, bạn thấy là bàn rê này nó được làm dạng hình chữ nhật rất là dài ở đây, và mình đánh giá là cái chất lượng bàn rê này nó khá là tốt. Và cái phần đâm cách ở đây á, thì nó cũng được sơn một cái tông màu xanh luôn để cực kỳ là bóng bẩy và rất là ok. Mình sẽ có thử vào xem mà đó. Đây là cái chất lượng cỏ. Thì mình thấy là cái hiện tượng flex á, gần như là rất là ít xảy ra khi mình nhấn mạnh như thế này để nó không bị lún, thì rất là ok. Gõ thì nó vừa phải thôi, nhưng mà mình thấy á, là nếu mà chơi game rồi thì tốt nhất bạn nên sắm cho mình một cái bàn phím rời hay là con chuột rời để mà chơi game, nó sẽ gọi là hiệu quả hơn rất là nhiều. Thì đó là tổng thể về cái bên trong của chiếc máy này. Tiếp theo là về màn hình, thì chiếc HP Power 15 này nó sẽ kích thước là 15,6 inch, được phân giải là Full HD cùng với tấm nền là IPS. Thì qua cái trải nghiệm mình thấy là nó có một cái màu sắc rất là ok, rất là ổn luôn. Nó sẽ có một cái tông màu nghiêng về ám xanh nhẹ, nhưng mình thấy là khi mình chỉnh sửa bằng Photoshop thì cái độ sai màu của hình khi mình chỉnh ra được á, nó không bị sệt quá là nhiều. Nói chung là mức cơ bản thì ok. Ngoài ra thì khi mà nó nhờ vào cái tấm nền IPS á, cho nên là nó sẽ có một cái góc nhìn nó sẽ rộng hơn, cùng với đó là độ sáng cao. Như vậy thì bạn có thể xài máy ở ngoài trời hoặc ngồi cà phê làm việc á, thì nó sẽ không bị khó thấy.
Thì phía trên mình sẽ có là một cái khu vực thiết kế với cam đây khá đẹp mắt bạn ha, và bên dưới sẽ là logo của HP. Thì cái view màn hình của cái chiếc máy này á, mình thấy là nó rất là vừa phải, nó không có quá dày mà cũng không có quá mỏng, cũng như là nó không có bị ọp ẹp gì hết. Đây như thế này bạn ha, góc nhìn như thế này, IPS và độ sáng của nó cũng ok. Nói chung thì mình đánh giá cái màn hình trên HP Power 15 này là một cái điểm cộng, và nó không hề có bất kỳ một cái phần mềm tinh chỉnh nào để mà chuyển qua là những cái chế độ hiển thị như là trên một số dương lượng laptop của Asus, Acer hay là của MSI. Thì đó là về cái phần màn hình. Tiếp theo là về trải nghiệm âm thanh, thì bây giờ mình sẽ hành gọi là mở một cái bài hát trên YouTube để cho các bạn nghe thử coi là cái chất lượng bên ngoài nó phát ra như thế nào ha. Mình chỉnh mức là cao nhất luôn, đây mình sẽ cho các bạn xem. Đấy, 100% là cao nhất. Bây giờ mình sẽ thử mở một bài hát trên YouTube cho bạn nghe thử coi là như thế nào. Đấy. Thì mình thấy là cái chất lượng bên ngoài nó phát ra to rõ và nó ít bị rè khi mà chỉnh âm lượng mức cao nhất, và cái bass cho nó nghe cũng khá là chắc, cho nên là nó sẽ phục vụ tốt những anh chị em nào thích luyện phim trên mạng như là mình phim Hàn Quốc, là phim Nhật hay phim Mỹ gì đó, rất là ok đấy. Và nó nhờ vào cái công nghệ là Pino, một cái công nghệ âm thanh nổi tiếng. Thì đó là về cái chất lượng ra ngoài trên cái chiếc HP Power 15 này. Đây là cái phần ra ngoài của nó bạn ha, cũng được làm một cái màu xanh luôn, rất đẹp mắt. Rồi thì đó là về cái phần âm thanh. Và để kiểm tra xem coi là cái chiếc laptop HP Power 15 này nó sẽ chơi game mượt mà như thế nào, thì bây giờ mình sẽ tiến hành gọi là test thử một cái game online bắn súng rất nổi hiện nay, đó là game PUBG hay còn gọi là game PUBG. Thì mình đã kết nối với lại cái chiếc laptop này vào cái chiếc màn hình chơi game của Zowie XL241B mình đã từng trên tay trước đó cho bạn xem rồi ha. Thì hiện tại là mình chỉnh đến mức game là mức thấp nhất, thì bây giờ mình sẽ vào cái mục setting cho bạn xem. Đây mình sẽ vào mục setting. Thì trong một graphic này mình thấy là toàn bộ mình để mức là very low, thì có mức là anti aliasing là mức là medium, và mức là fuel distance là mức là medium để mà cho một cái tầm quan sát sẽ tốt hơn. Thì hiện tại nhiệt độ của GPU mức là 78 độ C và nhiệt độ của CPU mức là khoảng 73 độ C và di động như tới khoảng là 77 độ C, và phần mình nó thì không có mở điều hòa bằng ha. Ok, thì đồng thời mình cũng đã kết nối thêm một cái bộ bàn phím đến từ hãng Chromatom, một phím này mới đó là MK750, thì mình sẽ trên tay nó cho bạn xem sau. Bây giờ mình sẽ hành gọi là vào game và tiến hành chơi thử coi là nó chơi mượt mà như thế nào. Ok, bắt đầu. Ok, mình đã vào game này ha. Bây giờ mình sẽ thử nhảy dù xuống và mình sẽ bật tiếng lên. Ok, mình sẽ nhảy đến cái điểm mà mình đã mong muốn. Thì mình thấy là khi mình nhảy dù á, hiện tại là cái khung hình của nó ở mức là 90 frame, và nhiệt độ của GPU mức là khoảng 79 độ C, và nhiệt độ của CPU ở mức là khoảng 75 cho tới 77 độ C. Đây, mình sẽ tiếp tục chơi mà ha. Rồi. Khung hình nó giảm xuống là khoảng khoảng chừng 58 cho tới 57 độ C, 57 FPS. Bung dù. Dù. Các bạn nên nhớ là khi mà chơi game này á, thì phải tắt cái video cây, hoặc là các bạn chuyển sang chế độ là English á, thì như vậy thì bạn có thể chơi nó sẽ ok hơn, không bị đứng. Thì mình thấy là khi mình chơi á, là nó khuôn của nó đạt là mức là gần khoảng 60 FPS. Đây mình tiếp tục giảm vào. Thì mình thấy là mình hiện tại là đang một trong cái căn phòng rất là yên tĩnh ha, và cái quạt của nó hiện tại là đang quay ở mức là cao nhất, nhưng mình thấy thì cái đồ nó phát ra thì không có quá là nhiều để gây khó chịu. Thì mình tiếp tục. Mình thấy là hiện tại nhiệt độ của GPU mức là khoảng 78 độ C và nhiệt độ của CPU nó ổn định mức là khoảng là 75 độ C. Rồi, tiếp tục đi sang. Không biết là có ai không đây. Đây là cái mức FPS bạn ha. Đấy, nó trung bình nó mức là khoảng 60 FPS. Rồi.
Hiện tại thì cả hai khu vực là CPU và GPU thì cả hai đều không có lên mức là 80 độ C. Tuy nhiên thì khi bạn chơi game á là mình thấy là cái vật mà cái phần lau ngoài cũng như là cái phần mà để tay ở bên tay phải á nó sẽ khá là nóng, nên là mình nghĩ là khi các bạn chơi game thì tốt nhất là các bạn nên kết nối để chuột và bàn phím rời để mà chơi nó sẽ tốt hơn cũng như là không bị khó chịu khi mà chơi trong thời gian dài. Ngoài ra thì mình nghĩ là các bạn vẫn nên sắm cho mình là một cái đế tản nhiệt riêng, hoặc là các bạn nên chơi máy trong phòng điều hòa. Thì thấy hiện tại nhiệt độ của GPU nó tăng lên là 78 độ C và nhiệt độ của CPU khoảng là 74 cho tới 76 độ C, vẫn khá là ổn định. Bây giờ không ai hết. Đấy, có người đấy. Rồi, thì đó là cái phần test game của mình khi mình chơi game PUBG, PUBG trên cái chiếc HP Power 15 này. Ok, như vậy mình đã trên tay cũng như là chia sẻ nhanh cho các bạn xem xong về cái mẫu laptop chơi game tầm trung của HP, đây là dòng Power 15, thì với giá bán là khoảng hơn 28 triệu. Thì mặc dù là nó không có một cái thiết kế hầm hố gân guốc như mình nói ban đầu ha, nó không giống như là những cái laptop của Asus, Acer hay là của MSI, nhưng bù lại thì mình thấy là nó có một cái thiết kế cũng rất là ok. Những bạn nào mà không cần gọi là thể hiện quá nhưng mà vẫn có muốn một cái chất lượng về hiệu năng bên trong rất là tốt á, thì cái HP Power 15 này nó sẽ là một cái sự chọn đáng để bạn quan tâm vào chú ý tới. Ngoài ra thì nó sẽ có một cái tông màu xanh lá tương tự là màu xanh của Razer rất đẹp mắt, cũng như là nó sẽ có một cấu hình rất là đẹp, bạn có thể gọi là xem phim, chơi game hoặc là chỉnh sửa Photoshop gì đó ở mức cơ bản thì ok, chấp nhận được. Và nó sẽ có là một cái hiệu năng rất là tốt nè, card đồ họa là GTX 1060, chip lý Intel Core 7, và đặc biệt hơn là nó sẽ có được là tặng sẵn 16 GB RAM và một cái ổ SSD 256 GB, cùng với đó là Windows 10 bản quyền luôn. Đấy, rất là tuyệt vời. Thì bạn nào có ý kiến gì về cái 6 này thì liệu bạn có thích nó hay không, và liệu bạn có chấp nhận với mức giá bán nó hay không, thì bạn việc cầm mình đưa video bạn ha. Mình sẽ có một cái chi tiết để bên dưới cho các bạn xem, nó sẽ có lại kỹ hơn và chi tiết hơn trong thời sắp tới. Ok, rồi chào các bạn.